Thần là mạch môn của cơ thể, thần sinh tinh, sinh khí, sinh thần, sinh huyết, sinh tủy, tủy sinh xương. Thần yếu là nguồn gốc của mọi loại bệnh tật, nên những cô bác anh chị em nào chúng ta đã có những cái biểu hiện sau thì hãy ngay lập tức chúng ta bảo dưỡng và phục hồi lại các cái chức năng của thần. Thứ nhất đó là tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu rắt. Thứ hai đó là đau vùng thắt lưng, mỏi gối, thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, nghe kém, khó ngủ, mất ngủ. Thứ ba là chức năng sinh lý suy giảm. Thứ tư là cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, tóc khô sơ, gầy rung nhiều. Thứ năm hãy bị rung mình, tay chân lạnh. Thì ngoài việc chúng ta cần phải thay đổi lại cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình, như ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, uống đủ nước, đi ngủ sớm, và hạn chế đó là sử dụng là thuốc tây, sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, và đặc biệt đó là chúng ta hạn chế ăn nhiều thịt, đặc biệt đó là thịt đỏ. Thì chúng ta hãy kết hợp thêm mỗi ngày sử dụng 3 viên bổ thần bát thảo vào giờ kinh lạc của thần, đó là 17 giờ chiều, thì chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp chúng ta cải thiện hoàn toàn tất cả chức năng của thần, giúp thần khỏe lên từng ngày. Các bác anh chị em nhé.